Hello xin chào mọi người chào mọi người trở lại với cả channel của mình nha lại tiếp tục trở lại với cả channel của mình mình là nam tài xíu đây trở lại với anh em ngày hôm nay thì mình uh, hôm nay mới bùng bốn thôi nhưng mà nói chung là cũng hơi bí tiền tí muốn uh, mua ít uh, vàng chữ tết còn đi chơi đi khoe đồ các thứ anh em biết mà trong miền nam ấy thì nói cho tôi không phải phân biệt vùng miền nhưng mà gì cả nhưng mà tôi thấy anh em mà ở trong sống trong miền tây chứ chính xác là miền tây mà đi ra ngoài đường mà không thấy đeo tí vàng vào là không ổn rồi anh em ạ này nhà vợ mình cũng ở trong đấy thì tranh thủ là kiếm tí lúa mua tí vàng thôi Đấy, hôm nay thì on kèo đi kiếm mất tiền mua vàng nhá rồi ok thì bỏ qua cái vấn đề nói linh tinh năng tang đi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục vào kèo với anh em ngày hôm nay thì khoảng cỡ 32 30 triệu này gần 31 triệu thì nên bên mình lên bao nhiêu đủ thì hôm nay mình chỉ cố gắng là lấy khoảng cỡ 50 là được lại có hai chục tiền lời ui gặp đúng ba con một rồi này đẹp thế ổn luôn anh em ổn luôn ổn luôn ổn luôn gặp, gặp gặp đúng ba con một này bẹp luôn nhưng còn gì nữa ngại cần ngại cái gì ngừng ngại cái gì tạo lại thêm một con một nữa là đẹp có thêm một con sắc một nữa là đẹp chuẩn luôn <laughs> đấy có con một có một con một này thì tại sao mình sẽ đánh tài nhá tại sao mình sẽ đánh tài rồi anh em ạ nếu như còn thường ấy nếu như ba con một nó về hai con một thì mình sẽ đánh xỉu tiếp còn nếu như mà ra một con một thôi thì chắc chắn là mình phải bem 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 bên này rồi không phải ngại đâu anh em ạ vậy không phải ngại nốt thôi nói chung là nhiều khi cũng hơi lú cũng không biết làm cách nào mà thôi được rồi tùy thôi đơn giản với nhau này thôi chứ nhiều nhiều lúc mình cũng không dám bem vào cầu ảo đâu cầu mà ảo ảo quá là mình bắt cũng hơi khó lại gãy luôn 7 lít rồi này hơi tham hơi tham hơi đi tham tí anh em ạ hơi đi tham tí nghe ạ hơi đi tham tí hơi đi tham tí ai ya thế này là hơi hơi, căng rồi đấy đi tham thì đỡ uh, chót dại cái tay đấy rồi thì ấy lúc đầu mình cũng nghĩ là nếu như mà ra một con một thôi ấy, thường thì mình thấy ra một con một thì mình sẽ bem được còn nếu mà ra hai con một thì uh, chịu 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 không bem được không bem nổi luôn anh em ạ bem nó hơi khó rồi vô đấy bốn sáu này đẹp luôn này này cố gắng lên uh, nó lớn tí rồi té thôi anh ạ chứ thì ăn to thì cũng hơi khó đấy <laughs> Rồi tay tiếp theo Tay này mình nghĩ là nên đánh uh, Cây cầu 1212 12 đẹp Đi nhẹ 3 mét xem mà Đi nhẹ 3 mét thôi Xem tay này ra như nào Anh em cứ bảo mình uh, chơi thi đường nó chơi đi, uh, Này không bằng bẻ uh, gâu 88 Hay là Xuân Win Nhưng mà thôi, cho thật các bạn Xuân quy là một chuyện mà Thi đường nó chơi là một chuyện Tôi thấy bên nào nó nhiều mẹo Nó cách nó đánh nó vận hành nó tốt hơn Thì mình sẽ bay Đấy. Nói chung là cứ phải chút lãi được chứ Tôi thật chứ tôi đố các bạn tìm một đâu Ngoài con Sunwin với cả con uh, Thiên Đường Đồ Chơi Nó bệt được như này đây Đố anh em một đây à, Tại đánh ôn 14 triệu luôn nha. Tại đánh 14 triệu luôn Đấy Nói chung là cũng uh, hơi căng Rồi vô Tôi đánh 14 củ luôn Xem như thế nào nào Đấy 631 luôn nét luôn nhìn cầu phát là phải bắt luôn đấy anh em cầu trừ hai anh em thấy không cầu trừ trả hai này bắt cầu một một là đẹp này đấy, bắt bắt dính được cái quả cầu này thì đẹp rồi thôi mình sẽ đặt móc tay mình chuẩn bị đăng kèo anh em nhá hơi khó đấy mà thôi cứ cầu nhảy cầu 22 đi nhảy cầu 22 được thì nhảy thôi anh em nhớ lại lại cho mình cái thông tin liên hệ của anh em nhá những bạn nào hay xem lại hay xem clip của mình ạ tôi cho mình xin cái thông tin liên hệ của anh em được chưa tôi sẽ lọc uh, lại anh em may mắn thôi không nhiều Ui, 5 có 1 này, độc lá mỗi anh em khoảng cỡ 50 trăm, cũng cháy nước thôi C Cả, kể bây giờ mình uh, gấp đôi cái số gấp vốn mình bỏ ra vẫn được luôn Nếu như tay mình nằm 15 triệu thì mình cũng chỉ hòa vốn thôi Nếu như ăn được thì mình cũng chỉ hết thôi Nhưng mà cầu 11 lúc ấy mình cũng tính đấy, cầu 11 rồi nhưng mà hơi rẻ Được rồi, hàng cây okay, 10 mét đi Đấy, 5 triệu thì gọi là tiền dư dư tí Lụm 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 <laughs> Rồi ok Nào, đã gì lúc trời ơi chốt đơn luôn chứ còn gì nữa đơn giản thế này thôi hay kiếm tí tiền mua vàng à, này quá ngon rồi anh em ạ à. cầm ba chục kiếm huynh lên năm chục triệu chốt lãi hai chục kiếm tiền mua vàng rồi thôi các clip mình cũng xin phép anh em vào dừng thôi anh em nào mà thấy cái kèo đăng nó dễ thì anh em có thể là like cũng đăng ký kênh giúp mình nhá sắp tới thì mình có những cái kèo gì hay ho thì mình sẽ tiếp tục gọi là chia sẻ đến anh em Ok chưa? Nhớ follow kênh và để lại cho mình cái thông tin liên hệ của anh em bên dưới phần comment để mình có thể lọc lái anh em may mắn nhá. Cầu ấy ra tài rồi. Cầu một, một đẹp thế này. Chuẩn luôn này. Bẻ khúc này mình vào bẻ thì bẻ luôn này ạ Chơi chốt lại được khoảng cỡ gần 24 triệu. Ngon phết đấy. Thôi, được rồi, không linh tinh lang tang nữa. Vậy nghỉ thôi anh em. Bye bye mọi người.